Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lý do tại sao chúng ta phải sử dụng CSS. Như các bạn biết là đối với HTML thì nó chỉ giúp cho chúng ta tạo ra được cái bộ khung, nói chính xác hơn là cái khung sườn cho cả trang thôi. Còn để chúng ta tạo ra một cái giao diện nó đẹp hơn, nó bắt mắt hơn và nó chạy phù hợp trên nhiều thiết bị, trên nhiều device thì chúng ta sẽ phải cần đến CSS. Thì các bạn nghe rất nhiều cái khái niệm như vậy rồi, rất nhiều nguồn khác nhau nói về cái thông tin đó rồi. Vậy cụ thể nó như thế nào? Thì mình có một cái ví dụ như thế này để các bạn nhìn thấy được ngay cái lý do là nếu không có CSS thì cái giao diện của chúng ta nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ trên một cái giao diện của một bạn lớp vừa rồi, bạn ấy làm và cái giao diện nó như thế này. Đó, thì giao diện này nó chạy được cho cả mobile rồi các bạn nhá. Đây, ví dụ khi chúng ta chạy ở trên mobile này. Đây, thì nó cũng đang chạy tốt cho mobile rồi. Đây, các bạn có thể xem ở đây. Đó, ok chưa? Rồi, mình sẽ demo cho các bạn hiểu vì sao mà chúng ta phải sử dụng CSS. Đơn giản như thế này thôi. Ví dụ mình inspect nó lên, inspect trang này lên. Bất kỳ một trang nào các bạn đều có thể inspect F12 lên là các bạn nhìn thấy source code chẳng hạn. Thì hiện tại chúng ta đang xem ở đây là chúng ta đang xem cái giao diện này đã có CSS. Cụ thể là ở đây chúng ta đang sử dụng hai file CSS là main và mobile. Ở đây được chưa các bạn? Thì giả sử mình loại bỏ hai cái file CSS này đi, có nghĩa là trang này của chúng ta không còn CSS nữa, không sử dụng CSS nữa. Sau đó chúng ta cập nhật lại trang, ngay lập tức các bạn sẽ thấy code của chúng ta lúc này nó chỉ còn là code HTML thôi. Đây các bạn nhìn thấy này, các thẻ HTML này. Thì code HTML sau khi mà chúng ta code xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện của chúng ta nó bị vỡ như thế này. Đó, mặc dù nó tạo cho chúng ta một cái khung sườn của trang như thế này, nhưng giao diện mặc định nó sẽ vỡ như thế này. Ok chưa các bạn? Đó, còn khi mà chúng ta đưa CSS vào thì chúng ta sẽ thấy là giao diện của chúng ta nó sẽ theo đúng cái format mà chúng ta cần, theo đúng cái format mà designer họ làm và chúng ta đã chuyển nó sang như thế này. Đó, đây là sau khi chúng ta đã đưa CSS vào. Đó, thì rất hy vọng là cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu lý do vì sao chúng ta phải sử dụng CSS. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì đây là cái nội dung mà mình muốn truyền tải cho các bạn. Nó đơn giản và ngắn gọn như thế này thôi. Còn các bạn có thể đọc từ rất rất nhiều nguồn khác nhau ở trên Internet là lý do vì sao chúng ta phải sử dụng CSS thì có vô vàn cái lý do. Nhưng mà đó, cái lý do trực diện nhất mà mình muốn show cho các bạn đó là khi không có CSS thì giao diện của chúng ta nó không khác gì một tờ giấy nhác cả. Nó không có format, không có style, không có định dạng gì. Đó, và nhìn thậm chí là chúng ta không đọc nổi luôn. Được chưa các bạn? Đó, thì hy vọng là các bạn, đây, sau khi mình xóa này thì các bạn sẽ thấy này. Đó, nó sẽ vỡ như thế này. Ctrl Z lại này. Đó, thì nó sẽ về cái format ban đầu này. Rồi, ok. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu và clear trước khi chúng ta bắt đầu những cái dòng code đầu tiên với CSS các bạn nhé.